kéo kéo lên để. Tay đệ làm gì đâu mà băng bó đệ. Đủ máy có 3 triệu đệ thấy tối rồi đệ buồn quá nha đệ. Có đủ ăn bù lỗ cho đệ 5 xị chứ có cái gì đâu. Bán cái máy vừa qua chứ có cái gì đâu đệ. Được không đệ? Lâu bây giờ đang phong vân rút cái máy kia luôn. Rồi, hello toàn thể anh em thợ máy ha. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em cách kiểm tra trên xe phun xăng điện tử nói chung. Đấy, và tất cả những dòng xe phun xăng điện tử nói riêng AB trang bị có motor đề thì anh em kiểm tra tất cả như nhau ha. Rồi ok mọi người ha. À, ok anh em. Ok chưa? Rồi mọi người chia sẻ ha. Một con xe cứ vào nhắm mắt nhắm cổ này vào đề không nổ này. Ok. Ok, đề không nổ đúng không? Ok. Ok, đề hoài mà chúng ta không nổ. Đấy, cực kỳ là đơn giản. Đấy, không có gì khó cả ha. Ok cho anh em. Đấy, anh em vào chia sẻ mạnh mạnh like lên. Chia sẻ mạnh mạnh like lên ha. Cứ chia sẻ nhiều là tốt thôi. À được rồi, ok rồi. Xài 5G. 5G nó sẽ ok hơn. Rồi. Rồi, ok anh em thợ máy chia sẻ mạnh like lên anh em. Vào cứ nhắm mắt nhắm mũi là đề như này thôi. Đề. Ok. Đó, một thợ bắt đầu học nghề thì chúng ta cứ đề như vậy thôi. Đề hoài đờ giết, đề không thấy đâu hết. Không thấy mặt trời luôn. Đề tới đờ lui, đề hoài đờ giết. Ok. Rồi anh em để lại phía dưới comment và bình luận 50 người trở lên đi ha. Một cách cực kỳ là đơn giản, chào anh Phạm Tư. Cách cực kỳ đơn giản. Vào Zalo đi, hay là livestream, vào livestream phía trả lời vào Zalo đấy.
Rồi một con xe mất lửa này. Đấy, ok. Không? Thì đầu tiên anh em cực kỳ đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng thiết bị máy Moto ScanTab phiên bản mới nhất V2.4. Rồi, anh em sẽ làm theo máy tính bảng và đồng thời Moto ScanTab 2.4. Anh em kiểm tra một nốt nhạc khi con xe này bị cái gì. Ok. Đầu tiên anh em sẽ sử dụng một cái máy tính bảng hoặc đồng thời một cái điện thoại cũng được. Anh em để vào đây. Để tiếp tục máy tính bảng mới ngày mai lại giao cho anh em. Rồi, anh em sẽ sử dụng thiết bị máy Moto ScanTab. Lúc này anh em sẽ kết nối ở bên này ha. Đấy, bên này đèn FI này, khóa Smoky fan ABS. Bên này là anh em hiệu chỉnh audio counter mét, giả lập tín hiệu xung và đồng thời nâng cấp nạp phần mềm hiệu chỉnh AF cho ECU gọi là IC. Chúng ta sẽ để hai thiết bị ở đây. Cực kỳ là đơn giản, nhẹ nhẹ không nó rơi cái nó bể ha. Bởi vì chưa mua ốp lưng. Chưa mua ốp lưng. Em trai lấy dùng cái cáp kết nối với Moto Scan nằm trong cái bì màu hộp. Đây, anh em sẽ mở lên. Chúng ta sẽ mở cáp tổng lỗi ạ. Chúng ta sẽ mở đèn cho nó sáng màn hình lên tí. Ok. Thì đầu tiên anh em muốn kết nối được Moto ScanTab với máy tính bảng thì anh em bật hết cho Đình Tuấn Wi-Fi, Bluetooth và vị trí. Và anh em mở cho Đình Tuấn chế độ tự động xoay. Để có thể là máy tính bảng quay ngang. Rồi, cảm ơn em trai. Bỏ kia để bay mất giờ. Giúp chúc đi. Anh em ok không? Đấy. Rồi, chúng ta sẽ kết nối với cục cáp này này, không bao giờ lẫn lộn vào đâu được. Anh em sẽ kết nối với Moto ScanTab. Anh em không cần phải nhớ đâu. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu này này. Đấy, nó cái thì anh em sẽ cắm cái cục cáp màu đực vào. Không cần phải nhớ mã cáp đâu. Bởi vì chúng ta sẽ làm gì đọc lỗi mà. Đây. Đấy. Xong. Rồi, anh em lại để máy tính bảng lên đây. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ kết nối với cổng Calai. Cái xe này để hoài, để giết không nổ đúng không? Khách hàng bảo đi tới 8 tiệm rồi. Ok, đi tới 8 tiệm. Chúng ta để hoài, để giết, để hoài không nổ. Để như thế này. Rồi, chúng ta sẽ mang thiết bị máy Moto ScanTab ra. Chúng ta làm. Để hoài không nổ. Nhưng chúng ta phải nghe tiếng, có tiếng bơm xăng ha. Có tiếng bơm xăng. Đấy, rồi anh em sẽ quay lại giao diện của máy. Trong này nó hơi tí nó cứ tắt cái độ sáng nhỉ. Đấy. Rồi anh em sẽ vuốt lên. Chúng ta sẽ vào Moto ScanTab. Đấy, ok. Rồi. Rồi. Ok. Để nhẹ nhẹ không rơi cái máy tính bảng, anh em hiểu không? Đấy. Rồi anh em nhìn thấy chỗ này đã kết nối này. Đấy, là màu xanh. Anh em sẽ vào kết nối OBD. Anh em muốn cái màn hình nó lớn lên thì anh em kích vào đây. Đấy, Honda. Và đặc biệt Moto ScanTab có chức năng cho anh em tìm xe tự động. Rồi, xin mời anh em. Rồi, chúng ta quá quen thuộc với những sợi kép này. Anh em bấm OK. Rồi, máy sẽ tự động cho chúng ta tìm được con xe A-Block 208, 210. Cực kỳ là đơn giản. Chúng ta làm một thời buổi công nghệ, chúng ta phải dùng máy để chúng ta mới kiếm được tiền. Anh em vào cái gì hài hục như kiểu trâu hút mã tổ ấy, làm vã cả bồ hôi, tí lấy đâu đó 50 nghìn. Thì lâu giàu lắm anh em ạ. Lâu giàu cực kỳ là gọi là lâu giàu. Anh em hiểu không? Có nhiều anh em gọi là lâu giàu. Giàu hay không? Do chúng ta. Anh em phải biết là dở bài, dở vở anh em ra thì anh em mới ok được. Ok. Đấy, ok. Thì lúc này trên xe không có lỗi, anh em đừng quan tâm tất cả những cái bảng mã lỗi của nó có cái gì, bỏ qua. Đọc bỏ qua.
xóa bỏ qua, khôi phục ICM bỏ qua. Đấy, ECM là IC đó. Khi mà con xe không báo lỗi, đề được nhưng không nổ, anh em đừng quan trọng ba cái phần này làm cái gì. Chốt à, anh em hiểu không? Đấy, đây, bởi vì con xe không có lỗi. Đấy, đừng có quan tâm nó làm cái gì nhiều. À. Rồi, hôm nay anh em nào mua máy tính bảng, ok, và đồng thời mô tô xịt Kentap, mình bán rẻ cho anh em máy tính bảng 5 triệu, à, 5 triệu thôi. À, anh em bây giờ đi mua lọng quạng phải 6-7 củ, mình bán cho anh em 5 củ máy mới. Thông số điện hành này, nhìn vào đây này. À, ok chưa? Đấy, không có, chúng ta muốn xịn sò, khi có khách hàng ở đó chúng ta sẽ chuyển qua đây. Bấm vào cái nhông này. Đấy, nhông. Anh em sẽ bấm vào đây. Và anh em quan trọng nhìn vào cái RPM này. Đấy, cho khách hàng ok, chiếu lên TV 75 inch hoặc TV 100 inch gì đó. Bây giờ xe đề được nhưng không nổ, nhìn vào cái RPM này thôi. À, thời gian full ti. À, nhìn vào cái RPM này này. Bây giờ đề này. Đó, anh em thấy không? Đấy, RPM lên. Chúng ta chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Bắt đầu loại trừ từng phần một. Rồi, nhìn thấy RPM lên, cả nhà bấm cho số 1. Coi như là anh em nhìn thấy bài, hiểu bài, bấm số 1 nha. Đó, nếu hiểu bài, bấm số 1 đi. Xe này đè được nhưng không nổ. RPM có. Rồi, anh em bấm cho cái số 1. Để chúng ta hiểu bài. Rồi, mình thử xem anh em có thuộc bài không nha. Tất cả những dòng xe full xăng điện tử có motor đề. Lít, SCR, xe gì thì xe, miễn sao nó có motor đề. Bấm hàng loạt có số 1 đi mọi người ơi. Còn những anh em nào không thuộc bài, mình sẽ hướng dẫn lại khi anh em sử dụng thiết bị motor xịt Kentap. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ đề lại một lần nữa. Mọi người thuộc bài hàng loạt, người bấm số 1. Nguyễn Tâm. Đấy, ok, anh em nhìn thấy vòng tua máy không? Nó hiện thị trên này nè. Đó. 500 vòng RPM có nghĩa là bình điện tốt, động cơ tốt, có nghĩa là motor đề tốt. Đấy, nó phải là trên 500 vòng, trên phút. Tất cả là motor đề tốt, động cơ nhẹ nhàng, ok nhưng không nổ. Nhìn vào cái RPM. Đấy, mọi người không? Thấy thời gian full không? Cái đồng hồ nó quay ghê không? Cả ba này, áp suất của hút này. Đấy, không? Chúng ta mang những cái máy xịn sò này ra, chúng ta làm nghề khách hàng mới sợ VIP. À. Đấy, ok. Xong, để máy đây. Đó. Rồi, bây giờ đúng không? Bây giờ mới đâu đó mới mở cái buji này ra. Mở cái buji này ra. Ok. Kích. À, từ từ, phải mang máy ra cái đá. Rồi xong. Alo, bố đang kiếm tiền nha. Không gọi lung tung giờ này, đang kiếm tiền nha. Phải có tiền thì mới đi chùa được nha con. Bố đang kiếm tiền. Kiếm tiền xong mình mới đi chùa được nha. Cúp máy đi. Ok. Không có tiền làm sao mà đi chùa được. À, rồi, anh em sẽ đề ha. Đấy, không có tia lửa điện. Ok, bấm số 2. Rồi, bấm số 2 đi mọi người ơi. Nếu anh em thuộc bài xem video này, ngày mai những anh em nào chưa làm nghề chúng ta cũng làm được. Xin chào anh Tuấn nha. Cảm ơn anh trai đã gắn cái hình đại diện của em. Và cuộc đời này em may mắn làm được em trai của anh nha. Ok, Tuấn Nhung, số 2 đi. Trời, hai anh em tựa vai nhau đã ghê. Sẽ có dịp Hải Phòng thẳng tiến, sân bay Cát Bi. Đấy. Rồi, nếu cả nhà nào nhìn rõ không thấy tia lửa điện, bấm số 2. Rồi. Rồi, và đêm hôm nay anh em nào đổi máy và mua máy đều có chương trình khuyến mãi cho mọi người. Sử dụng motor Kentap nó đẳng cấp và xịn sò như thế nào?
nó chuyên nghiệp ở một cái môi trường làm việc nó chuyên nghiệp. Đấy. Chuyên nghiệp. Ok, số 2. Rồi, không có tia lửa điện. Để lại cái nữa nè. Đó. Rồi, cực kỳ đơn giản. Chúng ta lúc này nhẹ nhàng tắt khóa điện đi. Đó, chỉ từng ly từng bước tắt khóa điện đi. Ok chưa? Tắt khóa điện đi. Đó. Đấy, tắt khóa điện. Đấy, mọi người thấy không? Tắt khóa điện đi. Cực kỳ đơn giản thế thôi. Rồi, sau lúc này chúng ta nhẹ nhàng rút bỏ cái dây calai ra. Nhẹ nhàng làm nghề cứ như vậy. Đấy. Rồi, thả cái dây calai xuống đất hoặc là để đâu đó. À, hoặc là rút ra khỏi máy cũng được, tùy. Rồi, cất cho nó sạch sẽ. À, cho nó không dính dầu nhớt, bởi vì một người thợ chuyên nghiệp mà. Đấy, cất sợi này đi, tay lúc nào cũng sạch sẽ vào, nó không dơ kép. Rồi, ok. Rồi, lúc này chúng ta lại nhẹ nhàng quay lại thiết bị Motosikentap. Chúng ta sẽ cấp cho nó cái điện áp từ bình ắc quy vào. Đây, từ bình ắc quy vào ha. Đấy, cả nhà nhìn thấy đây nè. Ok. Rồi, lúc này anh em ở trong cái bộ thiết bị máy Motosikentap chỉ có 4 sợi dây cho anh em, tương đương cho 4 màu: đỏ, đen, vàng và đồng thời xanh lá. Có 1 sợi cáp, 1 nằm trong thiết bị máy Motosikentap để chúng ta giả lập tín hiệu đầu vào. Đầu vào, tín hiệu đầu ra chúng ta giả lập được hết trên cái thiết bị máy Motosikentap cho anh em 4 sợi dây này. Với giá thành cho anh em cực kỳ rẻ, chỉ có 12.300.000 Việt Nam đồng, anh em làm được full xe, làm được đủ kiểu trên con xe full xăng điện tử. Có 12.300.000. Đẳng cấp. Máy tính bảng đêm hôm nay anh em nào mua bán cho 5 triệu. 5 triệu với 12.300.000 chỉ có 17.300.000. Ok, lì xì lại 300.000, chỉ có 17 triệu thôi. 17 triệu lúc này chúng ta chỉ làm gì? Bán bao nhiêu? 3 chỉ vàng. Vàng đeo làm gì? Nặng tay. Này, tháo ra, đeo lăn hết cả tay. Rồi, ok. Cái này vừa rồi đâu đó vợ mua 8 triệu. Ok, xin vợ thêm 7 triệu nữa là 15 triệu. Ok. Đó, đeo này, lột hết cả da ra, chẳng làm được cái gì cả. Mua máy này về nhà bắt bận. Rồi, cực kỳ đơn giản. Anh em sẽ hạ máy Motosikentap để vào đây. Rồi, ok. Lúc nãy chúng ta đề thì đương nhiên có vòng tua máy RPM. Rồi, ok chưa? Đấy, có RPM. Thì lúc này anh em sẽ loại trừ tín hiệu đầu vào là kích tốt. Kích tốt nha. Đây, chúng ta sẽ rút ra. Rồi, lúc này chúng ta đề có tín hiệu đầu vào, có nghĩa là kích này tốt. Tốt rồi. Nó chạy, sợi dây chạy từ đây vào đây IC là tốt rồi. Thì mới có RPM. Ok, bấm số 3. Mọi người nhìn thấy cái này có RPM không? Có RPM rồi thì có nghĩa là cái máy Motosikentap đã loại trừ cho anh em biết là lúc này có tín hiệu vào. Ok, chúng ta sẽ loại trừ số 3. Và cái dây này anh em không bận tâm nhiều nữa. Rồi, anh em cắm vào lại. Ok chưa? Có RPM rồi thì loại trừ kích. Kích đi vào. Đi vào chân số 12. Đây, chân số 12 là tín hiệu đầu vào. Cái dây màu xanh biển sọc vàng, tốt. Rồi, hôm nay anh em sử dụng máy Motocam Tap để làm gì? Đúng không? Chúng ta sẽ fit một cái tín hiệu đầu ra. Đấy, ok. Rồi, anh em sẽ sử dụng. Đấy, ok. Đấy, chúng ta sẽ vào đây thoát ra hết này. Rồi, anh em sẽ vào làm cái gì? Vào giả lập và mô phỏng tín hiệu. Đấy, anh em sẽ sử dụng 4 sợi dây này trên cái bộ cáp này. 4 sợi dây tương đương
cho anh em 4 bộ rơi tương ứng để anh em giả lập. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục bấm đi tiếp. Rồi bây giờ anh em sẽ làm cái gì? Có tín hiệu đầu vào rồi đúng không? Không cần phải giả lập CKB nữa. Đấy, chúng ta sẽ làm gì? Điều khiển mobin IGPLS. Đấy, vào đây này, vào đây này, nhớ vào đây này nha. Kích vào đây. Đó. Chúng ta để im cái máy tính bảng, để im ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái dây màu xanh lá. Ok chưa? Dây màu xanh lá. Ok, bấm số 4. Đó, cái máy này nó xịn sò cơ đấy mọi người. Đấy, tín hiệu đầu vào rồi nhưng không có lửa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ giả lập bắn tín hiệu đầu ra. Vip không? Rồi, anh em tạm thời để cái máy tính bảng lên đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái dây gì? Dây màu xanh. Đó, xịn sò chưa? Bây giờ về nhà anh em chỉ cần độ cho Địch Tuấn một cái kim băng. Đây này, thế này thôi này. Cái máy này nó kiểm tra được cái dây này đứt hay không. Chúng ta sẽ cắm vào đúng chân số 11. Đó, đây là tín hiệu đầu ra. Cắm dí xuống. Đấy, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cầm một sợi dây ngắn thôi. Hôm nay mình dây điện nó dài quá, mọi người thông cảm. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ làm gì? Cắm vào cái dây máu xanh lá. Đấy, cắm vào đây. Cắm vào đây này. Ok chưa? Đấy. Cắm vào đây thôi. Rồi, cắm vào đây. Rồi, ok, thuộc bài nhá. Nhớ là chân cái dây màu xanh lá này. Đấy, dây màu xanh lá. Làm rất chậm, từ từ, dí dã cho anh em. Ok. Rồi, lúc này anh em kiểm tra là gì? Chúng ta kiểm tra được cái mặt dây này nó có đứt hay không. Đấy, cái dây số 11 từ mobin này nó sẽ cấp tín hiệu xung. Đấy, xuống mobin ha. Rồi, lúc này anh em sẽ rút IC ra. Làm cho nó đúng trên máy. Đó, anh em để đây cũng được, cắm đầu này cũng được. Sợ đầu này nó lét, lét cái lỗ, xong tí anh em cắm vào đây nó sẽ bị lỏng. Tín hiệu xung là cứ bị chập chà chập chờn, nên chúng ta sẽ nhét từ trên đầu này. Nó không ảnh hưởng gì cái lỗ ở đây. Tí chúng ta sẽ cắm vào đây lại. Ok. Rồi. Xong. Đó. Thấy chưa? Rồi ok, xong xuôi đâu vào đó này. Anh em sẽ mở công tắc máy lên. Rồi anh em nhìn thấy tia lửa điện ở đây ha. Rồi anh em sẽ sử dụng máy tính bảng. Anh em nhìn này. Chúng ta vào điều khiển mobin. Ồ, anh em thấy đánh lửa không? Có nghĩa là đường dây này nó tốt. Và cục mobin sườn tốt. Anh em có thể là tăng cái RPM lên. Ồ, anh em thấy hay không? Ồ, đó, anh em thấy vip không? Anh em có nhìn thấy không? Bấm hàng loạt ok đi nào. Đơ máy à? Sao lại đơ nhỉ? Được chưa? Rồi, anh em nhìn thấy không? Thì chúng ta có thể là sử dụng cái thiết bị máy Motoscan Tab. Anh em có thể là phóng, giả lập cho nó một tín hiệu xung đi ra. Để anh em kiểm tra được cái đường dây này tốt. Ồ, mobin tốt. Vấn đề còn lại bị cái gì anh em? Ồ, không có tia lửa điện. Chúng ta sử dụng Motoscan Tab. Chúng ta đã giả lập thành công. Chốt bàn, báo khách hàng bị gì? Trời ơi, vip ghê không? Vâng, chỉ cho anh em rất rõ ràng này. Đấy, đúng là chân số 11 nha. Rồi bây giờ mình sẽ rút ra này. Rút ra sẽ mất lửa này. Đấy, anh em thấy đẳng cấp không? Vậy là cái đường dây này tốt. Vấn đề còn lại báo với khách hàng xe của anh chị bị chết IC. Rồi cắm vào lại này. Đó, chúng ta thấy vip không? À, lửa rồi, cắm chưa chuẩn này, cắm vào lại lần nữa này. Rồi, thấy không? Đấy. Thấy chưa? Chúng ta giảm RPM xuống này. Rồi, chúng ta tăng hết cỡ này ha. Này. Coi được bao nhiêu RPM.
Wow, lửa này đốt thuốc được nha anh em, 825 đồng RPM. Rồi, 10.000 RPM. Chua, đánh mát lửa luôn đúng không? Rồi, thoát ra làm lại cho quý vị một lần nữa nè. Ok, bây giờ nhớ anh em ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào lại một lần nữa. Đấy. Rồi, anh em sẽ bây giờ kết nối lại Moto Scan Tab. Rồi, ok. Chúng ta chờ một chút lấy giáp. Đấy, rồi, anh em vào này. Giả lập và mô phỏng tín hiệu. Nhớ vào ở đây. Đấy, anh em sử dụng cái cáp này có 4 sợi dây điện này. Ok. Đấy, bây giờ có tín hiệu đầu vào thì chúng ta loại trừ CKB 9V. Chúng ta sẽ làm cái gì? Ở đây rất nhiều chức năng, tín hiệu O2 giả lập nè, kim phun nè, mô bên sườn nè. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy không? Mặc định nhà sản xuất đưa ra là 240 vòng RPM và vòng tua máy đấy. Anh em muốn lửa phịt phịt lên thì chúng ta tăng. Đấy, vip không? Ồ, xịn sò. Rồi, ok ha. Tắt khóa điện. Rồi, báo với khách hàng là thay IC. Và khách hàng lúc này hỏi IC được mang ký hiệu Zin KVG V21 bao nhiêu tiền vậy chị? Con IC này ở trong hết tầm khoảng 2,6 triệu, tương đương với nửa chỉ vàng. Đấy, ok. Thì vừa rồi các anh mua con IC của em bán đâu đó cho các anh khoảng vài trăm. Lúc này các anh bắt được bận thành công, các anh báo với khách hàng là 1,5 triệu. Đó, IC Zin này. Đó, 1,5 triệu. Đấy, bao luôn cả tiền công. Thì lúc này khách hàng đồng ý thay, thì chúng ta sẽ vào tủ lấy một cục IC ra ha. Đó, lấy một cục IC ra. Rồi, em trai vào trong tủ lấy anh cục IC nhỉ. Đó. Ngay góc đó, ngay góc đó. Ok. Đó, ngay góc đó. Rồi, ok. Đó. Rồi, lúc này chúng ta sẽ gắn IC vào. Hai em hiểu không? À, rồi, chúng ta ngắt hết tất cả thiết bị, làm cứ từ từ thôi. Ngắt thiết bị Moto Scan Tab. Đấy. Rồi, chúng ta rút cái kim băng này ra. Rồi, anh em cất Moto Scan Tab gọn lại một chỗ. Chúng ta làm nghề, chúng ta cứ từ từ. Rồi, IC chết để đây. Chúng ta cắm IC vừa rồi mua của ông Tuấn, đâu đó giá có vài trăm. Đấy. Ok. Đó. Đó, mua IC có vài trăm cắm vào. Ok, bởi vì từ bấy giờ chúng ta sử dụng thiết bị máy Moto Scan Tab ok hết rồi. Đường dây ok hết rồi. Đúng không? Chúng ta chẳng có nguyên nhân gì phải đi kiểm tra đến lửa tiếp. Chúng ta chỉ cần đơn giản lắp cái tẩu buji vào. Đúng không? Bởi vì máy Moto Scan làm cho chúng ta hết rồi. Đấy, vấn đề còn lại là chúng ta chỉ cần xong. Rồi, kiểm tra dây dựa ok. Vậy là lúc này anh em sẽ làm cái gì? Nếu IC của ông Tuấn đã bán cho test trên cái mô hình ok, kiểm tra ok rồi, chẳng có nguyên nhân gì, bật khóa điện. À, nhồi khoảng 2-3 cái vô. À, nhồi thêm cái nữa vô. Cứ nhồi, ở cuộc sống này cần phải nhồi. À, nhồi nhẹ. Thì chúng ta mới thành công. Đừng có vào cái lục đà lục độc. À, bấm nút start khởi động. Ok, khách hàng lúc này ra 1,5 triệu. Em trai 1,5 triệu. 1,5 triệu. À, anh em hiểu không? Đấy, khách hàng ra lúa. Anh em thấy không? Cuộc đời đó, đấy, thấy không? Lúc này sẽ có trâu săn. À, rồi, đây. Anh em thấy không? Rồi, và em trai từ bấy giờ em thấy vào cửa hàng anh sử dụng tất cả thiết bị công nghệ cao, em thấy bắt bận xe ok không? Quá ok, anh em thấy không? Rồi, bây giờ tiếp tục phân tích dữ liệu xem xe khách hàng có hao xăng hay không. Chúng ta lại quay lại Moto Scan Tab. Tới mức độ đó, như đó, anh em không? Rồi. Nổ máy rồi, cái khâu này anh em nổ máy rồi có nghĩa là anh em mừng quá. À, bởi vì lúc này anh em bắt được bận, anh em mừng quá, anh em nổ máy nhưng sai. Chúng ta phải vào xóa lỗi reset đi khi anh em đã lắp con IC mới vào. Đấy, cái khâu vừa rồi là anh em mình làm nó mừng quá. Anh em mình bắt bận ok, anh em cắm vào để chúng ta thể hiện là người đẳng cấp, nhưng từ từ. Rồi, châu săn.
Đấy, anh em lúc này lại nhẹ nhàng cáp treo trên này lúc nào cũng sạch sẽ nè. Anh em hiểu không? Như thế này thì có mà anh em xài cáp khi nào đi qua biên giới cáp vẫn chưa hư. Đấy, ok. Lại cắm lại. Rồi, nhẹ nhàng. Đấy, cứ nhẹ nhàng, cứ từ từ anh em đừng có làm cái gì mà vội vã quá, anh em cứ hì hài như kiểu mà châu húc mà tổ ấy. Làm cái nghề này hay rí rã, làm nghề này như kiểu anh em yêu vậy ấy. Rồi cáp thì không cần nhớ đâu, chúng ta chỉ biết là ở bên này làm FI thì cắm vào, hiểu không? Tại sao trên đời này anh em yêu và lại tán gái lại giỏi như thế, nhưng anh em lại làm nghề lại dở như thế? Bởi vì anh em cứ hì hài hục đấy, nên đôi khi búa lại đập vào cả tay, nó lại chảy máu ra, nhẹ nhàng. Rồi chúng ta lại cứ dí dã, từ từ cơm nó cũng thành cháo hết. Rồi ok. Rồi lúc này chúng ta sẽ làm gì? Thoát hết ra này. Nhấn vào đây. Bấm vào đóng tất cả. Rồi ok, đóng tất cả, mở công tắc máy lên. Rồi đèn sáng. Nguồn ha. Rồi để vào đây. Tiếp tục kéo này lên nhẹ một cái, vuốt. Đây. Ok. Chập chọt. Ơi, tuyệt vời không? Cho phép luôn. Đấy. Rồi. Đấy, bây giờ kết nối này. Thành công này, cứ nhẹ nhàng thôi. Muốn ok tắt cái này đi cho nó to màn hình ra. Máy tính bảng có 5 triệu bạc, đêm hôm nay giảm giá mua 7 triệu, giảm 2 triệu còn 5 triệu. OBD. Honda. Tự động nhá. Thời buổi này ai đi vào tìm xe thủ công nữa. Xưa rồi. Công nghệ hiện đại, tự động. Rồi cái này hiểu rồi. Tiếp. Rồi hai tay này cứ liệu mà chọt nha. Phối hợp với nhau, hai tay này phải ăn ý. Ok. Ok. Rồi thì lúc này xóa bỏ đi. Rồi ok, bởi vì xe mới mà, lắp vào cho nó an toàn. Tít. Nhẹ nhàng. Không đi đâu mà vội hết. Rồi xong. Pit, xóa bỏ. Xóa không thì chưa đủ. Bởi vì đêm hôm qua chúng ta vẫn nằm mơ, thấy cô em ở mối tình đầu. Xóa không, chưa ngủ, chưa đủ. Chúng ta sẽ làm gì? Khôi phục lại. Có nghĩa là khôi phục lại bộ não của chúng ta. Khôi phục nha. Không nên nhớ mối tình đầu nữa, không nên lưu luyến em đó nữa. Không nên nhắn tin khi vợ không có nhà cho em ấy nữa. Khi vợ vắng nhà không được rủ em ấy tới nhà mình nữa. Không được rủ em đi nhà nghỉ hoặc khách sạn nữa. Bởi vì cuộc sống này có vợ, có mấy cháu rồi. Khôi phục có nghĩa là xóa khỏi em đấy, khỏi bộ não đi. Để sống cuộc đời này tốt hơn với vợ của mình. Sống tới khi nào đầu bạc răng long, không còn yêu chị nhà được nữa thì thôi. Ok, có chắc chắn không? Chắc chắn, bấm vào. Đấy, đọc chữ. Red. Tiếp tục. Ok, lúc này không còn quen em đó nữa rồi. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ làm thao tác nó nhanh hơn. Đáng lẽ là chúng ta phải tắt khóa điện và chúng ta sẽ nổ máy. Ok, vấn đề này bỏ qua. Chúng ta sẽ vào cái thông số hiện hành. Nổ máy. Ok. Đó, xem một tí rồi. À, lướt một tí. Coi áp suất tuyệt đối của hút là MAP này, K3 này. Coi một tí. Rồi kéo lên kéo xuống một tí, chờ nhiệt độ nó nóng nóng lên một tí. Nhiệt độ tăng thì điện áp sẽ giảm. Ok. Và giữa nhiệt độ động cơ và nhiệt độ khí nạp, khi mà động cơ nóng lên nó sẽ phải hơn gần gấp đôi ha. Có nghĩa là thằng này 101 thì thằng này 60 hoặc là 50. Đấy, cứ nhiệt độ tăng lên một nhịp thì điện áp sẽ giảm một nhịp. Đấy, ok, bướm ga đóng, điện áp. Rồi nhiệt độ động cơ khi mà nguội thì vòng tua máy 1800-1900 cho phép. Đấy, cứ lướt lên một tí. Đấy, ok.
Rồi. Rồi, chúng ta muốn ok một tí, chúng ta sẽ bấm vào cái nhông này. Đây, chúng ta xem đây một tí cho nó đẳng cấp. Rồi, chúng ta chờ nhiệt độ 60 độ C trở lên, con xe này bị cái gì. Và đồng thời chúng ta sẽ tư vấn với khách hàng kế tiếp phải làm gì, hoặc là để lần sau à, để chúng ta sẽ báo trước với khách hàng. Nhiệt độ 51 độ C. Rồi, anh này đã chốt máy Motosken Tab. Đây. Rồi, anh Trần Thảo. Ok ha. Rồi, cảm ơn một anh trai đã ủng hộ thiết bị máy Motosken Tab. Đây. Ok chưa? Rồi. Rồi, bây giờ 59 độ C rồi, chúng ta sẽ chờ một trong giây lát, chờ một độ nữa chúng ta sẽ đi tìm. Ưa. Đói bụng quá. Rồi, bây giờ 60 độ C, chúng ta sẽ thoát ra. Chúng ta vào kiểm tra AF nè. Rồi, ok. Đó. Mọi người thấy hay không? Wow. Wow. Anh em thấy không? Rồi, em trai ơi, em trai. Xe của em trai hao xăng quá, em trai ơi nè. Trời ơi, nó báo đỏ này em trai nè. Cái này thì bây giờ em không biết là còn tiền hay không nhỉ. Còn tiền thì em để chút xíu anh kiểm tra tiếp, xem xem bị cái gì. Còn nếu mà em hết đạn rồi ấy, hết bác hồ rồi thì cái này lần sau em phải sửa chữa à, em thấy không? Rồi, hao quá. Trời ơi, máy này đẳng cấp ghê gớm. Ok Hoàng Chiến. Đâu. Đấy. Rồi bây giờ tạm thời từ từ tí nữa xem nó bị bận cái gì, quay lại tư vấn anh em tí. Rồi bây giờ là ok hướng dẫn anh em tí là tư vấn khách hàng. À, nãy anh sửa xe cho em là con xe này của em là bị chết đầu não, tương đương là 1 triệu, bao luôn cả em tiền công, bao em cái cách reset kiểm tra tất cả đúng không, thông số trên cái xe của em có ok không. Thì cái máy thì anh mua cái máy này thì em cũng biết rồi, cửa hàng anh đầu tư này đúng không, em thấy bằng giấy khen đồ quá trời đúng không. Xe và cái máy này anh mua đầu tư công nghệ, máy này 38 triệu. Đấy, 38 triệu. Và cái máy tính bảng thì em cũng biết rồi, cái này Tab A8 mà, có thể em có thể lên Google hoặc là Thế Giới Di Động hoặc là FPT đúng không ạ, tầm 7 triệu nữa. Đấy, 38 với 7 là 45 củ, em hiểu không. Mà từ bấy giờ ok anh bắt bận cho em là ok chết IC. Và vấn đề của xe của em đi có hao xăng lắm đúng không? Hao xăng à? Thì đúng rồi, cái máy anh thì anh nhìn thấy nó quá tự động hao xăng. Thì không cần biết bây giờ trong túi của em còn châu xanh không? Còn mấy tờ châu xanh nữa? Trong túi em còn mấy tờ châu xanh nữa. Đấy, và bây giờ anh sẽ tư vấn và đi thêm bước nữa. Xe của em bị cái gì? Và có cần thay thế hay không? Hay là châu xanh của em hạn hẹp? Thì hẹn em dịp khác. Rồi ok, mời với tất cả anh em quay lại màn hình
để khách hàng còn hai tờ châu xanh, có khách hàng có đi tiếp hay là dừng lại. Cái đó là tùy thuộc vào anh em ứng xử, cách ứng xử đấy, thấy không? Ứng xử phải không? Hoàn hảo rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay lại và đồng thời chúng ta sẽ đi thêm bước kế tiếp. Và tối hôm nay anh em mua máy Motosiken Tab, đúng không? Hỗ trợ anh em mua máy tính chỉ có 5 triệu và đồng thời kèm thêm cho anh em quà tặng. Đấy. Ok. Rồi chúng ta sẽ quay lại màn hình, đói bụng quá rung hết cả chân tay rồi. Đấy. Rồi ok, nổ máy tiếp. Rồi ok. Được chưa? Rồi chúng ta lấy xem hao xăng quá rồi. Ok, thấy không? Rồi. E xem không qua mã lỗi, ok. Đây này, bạn có chắc chắn muốn chuẩn án nâng cao không? Có. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề là xe hao xăng nhiều, không quay đề, hòa ga ngẫu nhiên bỏ qua hết. Đấy, chúng ta sẽ vào cái lỗi là hao xăng nhiều. Ok. Khởi động xe để chế độ garanti 5 phút. Tiếp tục. Rồi. Máy lúc này sẽ phân tích. Rồi. Xăng nè, tiêu thụ vượt quá 30% so với quy định, em trai ơi. Có nghĩa là lúc này em đổ 1 lít em phải đổ lít 3. Đúng không? 30% mà. Đấy, xe thông thường của xe của em là nếu mà đạt tiêu chuẩn là em chạy 1 lít là đổ 1 lít, còn cái này này, đấy, quá 30%. Có nghĩa là bây giờ xe bình thường, xe mới của em là em đổ 1 lít, nhưng hiện tại em phải đổ 1 lít 3. Đấy, khá là hao. Đấy, khá là hao. Thì chúng ta sẽ kế tiếp đi kế tiếp. Nghe. Yeah. Rồi. Máy Motosiken Tab sẽ chuyên sâu đi tìm cho chúng ta những cái gợi ý, chờ trong vòng khoảng vài phút. Bởi vì con xe này của em cũng chạy là 2010, có nghĩa là 13 năm rồi mà. Em hay đi bảo dưỡng không? Đấy. Đâu. Ok. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời tắt máy đi ha. Đấy, rồi. Thì có nghĩa bây giờ có nghĩa là sao? Gợi ý kiểm tra và sửa chữa có nghĩa là con ECM này già quá rồi. ECM này anh em mua của ông Tuấn già quá rồi. Đúng không? Già quá, linh kiện bên trong có thể là chúng ta phải tháo ra sửa chữa và thay giá trị điện trở, vân vân. Đấy, trong quá trình hoạt động lâu hoặc là đồng thời những cái chân chip chủ chúng ta phải hàn lại. Đấy, bởi vì trong quá trình con IC này nó quá là già rồi. Đấy, nó già. Đấy, một là bây giờ chúng ta xử lý lại phần mềm. Hai, chúng ta có thể lắp thêm cái phụ kiện. Đấy, AFO3. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, nếu anh em có chuyên môn thì anh em lại xử lý lại con IC. Còn anh em muốn ok nữa thì anh em mua thiết bị về nhà anh em lắp vào. Ok chưa? Đấy. Đấy, máy gợi ý cho chúng ta này, bởi vì kim yếc là ngon rồi. Đấy, kim anh em thay ngon hết rồi. Đấy, anh em cứ đi tìm kiểm tra không biết cái lỗi gì xảy ra cả thì anh em hãy vào cái chẩn đoán nâng cao. Đấy, ok chưa? Đấy, máy báo cho chúng ta. Đấy, thiết bị khá là hay, phổ biến. Đấy, những cái dòng xe đặc biệt như kiểu Lit hoặc là SCR đấy, nó già thì anh em phải chạy nạp lại phần mềm. Đấy, ok không? Ok, anh em bấm ok. Đấy thôi.
Đấy, rồi. Đấy, là hôm nay cái bước mà mình hướng dẫn cho mọi người. Đấy, giả lập. Đấy, kiểm tra tín hiệu đầu vào, giả lập tín hiệu đầu ra trên thiết bị máy Motosiketep, bởi vì giá chỉ có 12.300.000. Đấy, 12.300.000. Anh em nào chưa có điều kiện thì chúng ta có thể xài trên điện thoại Android hoặc điện thoại iPhone. Còn có thì ok. Tab 5 củ. Rồi, 12.300.000. Coi như là lì xì 300.000 lấy lộc đi. Rồi, chỉ có 17 củ. Chúng ta làm được khá là nhiều những cái điều hay trên con xe phun xăng điện tử. Ok chưa? Khá là hay điều đó cho anh em. Chúng ta chỉ cần đơn giản sử dụng một sợi cáp. Quá đơn giản như thế này. Nhưng thật sự chúng ta lại kiểm tra bắt được bận cực kỳ là dễ. Trên cái cáp được mang ký hiệu MTB08 SIM 4 sợi dây. Rồi, hẹn quý vị vào đêm mai chúng ta lại tiếp tục 3 sợi dây này làm cái gì trên thiết bị máy Motosiketep. Đấy, 3 sợi dây nữa này. Hay hôm nay anh em có muốn chơi tiếp không? Chơi tiếp thì mình sẽ đi tiếp cho anh em trên những sợi dây này. Tiếp không ạ? Tiếp hay là dừng lại? Rồi, tiếp thì bấm ok, đi tiếp. Ok không nào? Đấy, có ok thì chúng ta sẽ đi tiếp. Rồi, đi tiếp là hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì trên sợi cáp này ha. Muốn đi tiếp thì bấm tiếp tục. Muốn đi tiếp thì chúng ta lại tiếp tục vào đây này. Bây giờ anh em muốn giả lập cái gì? VS0 hay là TPS, TVK, TVA, MAB hay O2? Muốn DJ màu đỏ không? Hôm nay là ngày rằm Tuấn ăn chay. Hôm nay chúng ta đi màu đỏ đi. Màu đỏ và màu xanh. Tự trưng cho hai cái màu đấy. Thành công nhất ở trong cuộc sống này. Tiếp hay dừng lại? Dừng lại đi. Dừng lại đi. Và tiếp tục. Đấy, mọi người thấy hay không? Đấy. Sướng không? Khá là sướng. Được chưa? Nó hay tới mức độ như vậy. Chừng 4 sợi dây này làm được hầu như tất cả. Giả lập tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra, tất cả những cảm biến trên xe. Nghe không? Đấy, nó sướng thế nhỉ. Rồi, ok, hôm nay chơi tiếp tặng cho anh em quà tặng. Ok, chúng ta sẽ sử dụng Motocan Tab lại đây. Rồi, chúng ta sẽ rút cái này ra. Được chưa? Rồi. Đi tiếp. Cậu anh cái này em trai, đi lại con Avalanche này. Mang cái xe này, mang cái xe này lại luôn. Cái xe này. Xe này. Ui, xe dơ 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 thế này thôi. Đây. Bên đầu kia. Rồi. Ok nha. Đó, đây. Đó, được chưa? Bật cho anh bóng điện lên luôn cho sáng luôn này. Đấy, bây giờ chơi con AV này. Đó, tài liệu. Đêm nay tặng cho 3 bộ tài liệu luôn nha anh em. Sơ đồ mặt điện này. Chủ quá trời tài liệu, tặng cho anh em 3 bộ luôn ha. Rồi, cho nó đỏ, cho nó máu. Sơ đồ mặt điện này. Ôi giời ơi, nó chạy từ đâu về đâu thì khá là VIP. Tặng luôn. Về nhà coi trong app hoặc là trong tài liệu. Đây. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại con xe này. Con xe này thì khách hàng bảo là cái đèn. Cái gì ta? Khách hàng bảo để lại bảo cái đồng hồ công tơ không lên. Rồi, chúng ta bật như này chúng ta sẽ loại trừ là công tơ tốt. Là cái đồng hồ nó tốt nha. Lại báo lỗi cái gì này? Xe này lại báo lỗi gì rồi? Rồi, và chúng ta sẽ nẹt ga. Rồi, này. Rồi, đồng hồ công tơ không lên.
Được không? Nếu cái đồng hồ mà bật khóa điện nó quay lên và đồng thời nó trả về không, có nghĩa là cái đồng hồ này tốt. Đó, nhiều anh em đừng có mang ra thợ sửa đồng hồ, anh em đều bị bỏ ngải hết. Đấy, có nhiều cái xe mà cái đồng hồ công tơ này không lên mà anh em bật như này lên. Ok, thấy chưa? Lúc này anh em không biết xử lý thế nào, anh em trả vờ bảo cái đồng hồ hư, mang ra anh em sửa đồng hồ, nó thịt anh em ngay. À, nó thịt anh em ngay. Rồi, cực kỳ đơn giản, anh em lại có thiết bị Moto Scan Tab. Chơi tiếp. À, chúng ta lại chơi tiếp. Rồi, chúng ta muốn chơi tiếp thì chúng ta phải có cái đồng hồ. Tối nay mua hay tặng cái đồng hồ này luôn này. Đó. Rồi, sẽ tặng cho anh em cái đồng hồ này luôn này. Anh em phải có cái đồng hồ này nữa. Ok. Đấy. Rồi, lúc này anh em sẽ rút cái rắc của cảm biến VS ra. Rút cái rắc của cảm biến VS ra ha. Đấy, rút ra. Rồi, ok. Chúng ta sẽ rút. Và lúc này anh em đừng quan tâm cái gì, tất cả những cái dây, những cái cảm biến VS, anh em cứ để ý cho Tí Tuấn hai sợi dây bên ngoài, trái phải, nó phải có điện áp là 12V. À, sử dụng cái đồng hồ này, tối nay tặng luôn này. À, tối nay tặng cái đồng hồ này luôn. Đồng hồ của nhà mà. Đồng hồ này có người tài trợ thì tặng. Đấy, ok. Anh em hãy bật vào thang đo 20V DC. Anh em nào già, mắt yếu, mắt cận, mắt mờ thì nhấn vào cái biểu tượng ở đây, nhấn giữ, nó sẽ sáng cái đèn LED. Đó, khỏi cần phải đi mua kính. Ê, tốn tiền mua cái kính hết vài trăm, kính xịn lại đôi triệu. Thì đơn giản, cái đồng hồ này tối nay Tuấn tặng, nhấn vào. Đây. Ê, ok, nó sáng chưa? Nhớ để thang đo 20V trên đồng hồ hiển thị DC. Thì có nghĩa là chúng ta đang đo một chiều ha. Đấy, DC. Rồi, ở đây cái đồng hồ này. Đó, bắn nó ra. Nhẹ nhàng thôi, đừng có hì hài hục. Để xuống đây. Rồi, em trai mở cho anh cái khóa điện lên một anh chút xíu. Rồi, mở tắt máy rồi. Rồi, ok. Rồi, cầm anh cái đồng hồ tí đi. Rồi, nó đang bị chói, sáng quá, bởi vì điện ở đây. Rồi. Ok. Đấy, mọi người thấy không? Lấy hai que đo đồng hồ, không cần phân biệt âm và dương. Nếu người thợ đã đẳng cấp, đồng hồ sẽ báo đo đúng hay là đo sai. Không phải cứ nhắm là cái que này màu đỏ phải dí vào cái dây màu gì, que này màu đen phải dí vào gì. Nhớ nó là hai sợi dây ngoài cùng, trái và phải ha. Với Đình Tuấn làm điện ở phút này thì không cần biết nó là cái gì. Đấy, bởi vì nó thuộc lầu hết rồi, anh em hiểu không? Đấy, cắm đúng thì đồng hồ sẽ không có hiệu tượng trừ. Ok, đúng. Đúng có nghĩa là lúc này que đỏ chúng ta là dây dương, que đen lúc này là dây mát và dây âm. À, tối giờ chưa ăn cơm nó hơi bị rung tay. Còn thật sự anh em muốn đo được thì anh em phải để cái kim như thế này này. Đấy, cầm tay. Đấy, chích vào đây. Chích vào đây, chúng ta dí vào nó không rung ha. Cầm tay như thế này. Đấy, còn nhiều anh em cầm như thế này. Cầm này thì làm sao mà đo được, cầm này chỉ có tối đo được chị nhà thôi. Nhiều anh em biết này này. Đấy, thấy không? Đấy, cầm đồng hồ không cầm thì thôi, đầu tiên một tay này dí vào như thế này. Đấy, cái đồng hồ của mình nó nhọn. Ok, tay này giữ như thế này. Tiếp tục cái dây này, ok, đưa vào này. Đấy, hai tay này lúc nào phải là nâng niu, nâng niu đôi bàn tay Việt, dí vào, họ dí như này. Yeah. Đấy, như thế này. Ok, thấy chưa? Đấy, ok. Rồi, lúc này có thể cầm đồng hồ. Đấy, ok, điện áp căng đét. Còn lỡ mà đo sai thì đồng hồ nó sẽ báo là trừ. Thì có nghĩa là chúng ta đang lộn que đo. Tay tối giờ chưa ăn cơm, ngày nay ăn chay. Tí về nhà làm gói mì tôm, rung lên rung xuống này. Trừ. Ok, lúc này chúng ta sẽ sử dụng Moto Scan Tab. Phịch phát nữa, lấy tiện. Nếu phịch một phát như thế này mà đồng hồ không công tơ không lên thì có nghĩa là cái đường dây này đang bị đứt đoạn. Có đường dây này mà thông mà đồng hồ vẫn không lên, ngày mai alo cho tôi ha. Thông cảm cái ban mà đồng hồ này nó thông mà không lên thì ngày mai alo cho tôi nếu anh em nào gặp. Còn cái dây này mà nó thông
xin phép anh em buổi tối nay tôi không giải thích được nha. Một nốt nhạc là đồng hồ sẽ lên. Đấy. Còn bây giờ giả lập tín hiệu sung mà đồng hồ công tơ không lên, anh em đo cái dây này thông mạch phễ xe rồi, về đồng hồ rồi mà đồng hồ vẫn không lên thì ngày mai gọi tôi ha. Ok, thì lúc này chúng ta sẽ kết nối với Moto Scan Tab. Kết nối vào, ở đây chúng ta đang bị mất kết nối. Dây cấp nguồn đâu? Chán thế nhỉ. Mày. Đấy. Ok. Cái này anh em có cái giá đỡ này, giá đỡ nó chưa về. Ok. Lên được kia, đi đi đi. Nóng quá trời. Nóng vã mồ hôi luôn. Nóng quá và cái quạt nó hơi bị ồn chút ha. Rồi, anh em lại cắm vào. Đấy, cắm vào Moto Scan Tab. Ok chưa? Ok. Đấy. Nóng quá trời nóng, anh em cứ để ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đấy, kết nối thành công. Rồi, tín hiệu VS. Chưa? Đấy. Rồi anh em sẽ sử dụng tiếp tục cái dây màu xanh. Ơi trời ơi, cái máy này sao xịn sò ghê ta. Nó chỉ anh em ăn hết rồi, anh em chỉ việc là và thôi. Ok, ở đây là chúng ta có thể là X là rút ra khỏi cái rắc cảm biến VS. Rồi ok, tiếp tục cái dây màu xanh. Ok chưa? Đó, dây màu xanh này. Tiếp tục ra ngoài tạp hóa mua cái kim. Đó, mua kim như này nè. Quấn cái dây vào hoặc là hàn chết vào. Đấy, lấy chì hàn hàn vào. Rồi, ok, đâm vô. Đâm lúc cán. Đừng để cái này nó cạo vào những khung sắt ha. Đó, nó cạo như này không được nè. Đấy. Làm cái gì phải để ý, để tứ tí đây, chỗ này ok này. Nó cắm vào đất này luôn. Đấy, cái vệ đất này là khá là hay, cái đầu này này nó không tiếp xúc được nè. Ok. Rồi. Lúc này chúng ta chơi Vivo cầm máy tính bảng thôi. Đó, cầm lên đây. Đong đa đong đưa, ngồi đây gảy đàn nè. Rồi, đấy, gảy ngồi đây để đây này. Cộng lên này. Nhìn đồng hồ này anh em thấy không? Rồi, nhờ kỹ thuật viên chờ anh chút. Bấm cho anh trừ phát nào. Rồi, lên maximum đi em. Đó, anh em thấy không? Tiếp tục em, cho nó gãy kim luôn đi. Ồ, chù chà. 160, lên được 160 không em? Lên cho nó gãy kim đi, ngày mai sửa đồng hồ. Ok. Rồi, em về lại cho anh đi. Đó, anh em thấy hay không? Anh em sử dụng máy Moto Scan Tab đơn giản thế thôi. Còn anh em tay nghề yếu tay te đẩy con xe ra tuyến trên, nó bảo ê ra uống nước trà mày, ê ra kia ngồi chờ ăn tí, thế là nó nối lại sợi dây thịt anh em 5 lít. Ê, trong tương lai anh em về nhà mở xe ra, anh em thấy nó nối lại, anh em bảo lúc này ôi giời ơi, cuộc đời này tại sao mình lại ngu thế nhở, mẹ mang đi trên nó lại đuổi mình ra ngoài, cuối cùng nó đứt dây. Ê, nó làm cho mình 5 lít. Thì thay vì có Moto Scan Tab không biết sử dụng, ấy nó không lên thì đứt dây. Còn bây giờ đo một cái sợi dây từ đây về đây đúng không, thông thủy mà không lên nữa đúng không, gọi điện thoại cho tay ga điện toán, nó chỉ một phát một lên cái đồng hồ công tơ này luôn. Sướng tê nhờ, trời ơi này chỉ thế mà anh em không làm, anh em cứ đi tuyến trên nó thịt anh em đấy, cực kỳ đơn giản không. Rồi chỉ cho một chiêu nữa nè. Ngày mai bảo con vợ em ơi đi chợ, chạy vào những tiệm tạp hóa mua cho anh cái kim băng. Đấy, về nhà hàn chỉ bọc gen vào cho tôi. Đấy, tiếp xúc nó phải ok, bọc gen vào cho tôi. Đấy, bọc gen tới đây. Để nó lú cái đầu vào ra. Ok, kiếm tôi một sợi dây dài. Đấy, đầu này nó sẽ là cái rắc gì? Rắc cái. Chúng ta đi kiếm một cái rắc đực, bọc gen lại cho tôi, đâm bụp một phát là xong.
Đấy, sau này giả lập những cái xe mà cái đường nguồn nó ngắn đấy, chỉ cần sợi dây này thôi. Nhớ màu dây kịch 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 là chúng ta lượm lúa. Nhá. Có thể là để cho tôi cái máy motor scatter trên cái yên xe cũng được. Đây, để đây cũng được. Chúng ta làm một sợi dây dài, từ đây chúng ta câu xuống như thế này. Ồ em ơi, em đưa anh cái nguồn cái hết pin rồi. Đưa cục sạc. Đấy, hiểu không? Chúng ta chỉ cần đơn giản như thế này thôi, để này để bảo vệ cái máy tính bảng. Đấy, rồi một sợi dây. Như thế này là chúng ta cắm vào là ok. Đấy, hàn chỉ tôi, bọc gen tôi để hở ra một tí. Đấy, ok, chúng ta làm, chúng ta cất gọn lại. Cực kỳ đơn giản, làm phun xăng điện tử không khó một tí nào cả. Đấy, chỉ sợ là anh em không tỉ mỉ. Ok. Đó, đơn giản không anh em, đơn giản không? Anh em cứ cắm vào, chẳng qua đây là mình live stream để anh em xem cho nó dễ, đúng không? Anh em chỉ cần kết nối cắm vào cái này để đây. Rồi, cái này anh em cứ giả vờ sắt đi chơi, đi uống cà phê, đi ăn tối, đi ăn cơm. Đấy, anh em ra ngoài này. Đấy, anh em hiểu không? Nó sướng như vậy, anh em không cần phải là tập trung khá nhiều. Đấy, anh em coi cái dàn xe của mình này. Anh em thấy không? Đấy, cái dàn xe của mình này. Đấy. Ok không? Đấy, mai tiếp tục review nữa này, xe này. Đấy, xe này. Rồi, khóa học phun xăng điện tử vào tháng 8 này miễn phí cho anh em 7 ngày tại Bình Định. Anh em nào vui lòng tham gia khóa học tại Bình Định không đồng miễn phí thì anh em vui lòng liên hệ với số điện thoại 0909755993 nhá. Miễn phí là không đồng. Rồi anh em tới đây anh em nghịch nát cái dàn xe này rồi anh em xuống núi. Rồi bây giờ 123 liên hệ cho Điền Tuấn đăng ký vào số điện thoại 0909755993 nhá, để biết đường còn sắp xếp xếp sắp không đồng. Đấy, rồi ngắt kết nối cho anh con motor can tap. Hơi bị chật hẹp một tí anh em hiểu không? Đấy. Ok. Rồi quay lại đây nói chuyện một tí đi. Chật chội quá. Đó. Vip xịn sò. Cắm 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 cái dây vàng vào không phải hết. Cái ra cái dây vàng này. Ơi, đấy, được chưa? Chưa tắm rửa, chưa ăn cơm gì hết. Có muốn học không đồng không anh em? Ok thì bấm tất cả cái ok nào. Miễn phí 7 ngày liên tục. Đấy, bây giờ ok anh em. Ok tính toán, sắp xếp xin phép vợ bay vào Bình Định học trong vòng 7 ngày phun xăng điện tử miễn phí. Ok. Ok thì bấm hàng loạt ok đi. Cùng nhau chúng ta trải nghiệm với tất cả thiết bị công nghệ cao Moto Scantab phiên bản 2.4. Đấy, VIP xịn sò. Rồi. Rồi bây giờ có anh em nào có nhà hứng tới Bình Định học phun xăng điện tử miễn phí không? Tất cả những cái dàn xe, xe cũ, xe mới, xe khách hàng học trong vòng 7 ngày miễn phí. Ok không? Bây giờ ok, ok thì mọi người vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0909755993. Số lượng khoảng hơn 10 người đấy nha. Dạy nhiều không dạy mệt lắm anh em ơi. Đông ồn ào mệt lắm. Rồi ok anh em nào liên hệ khoảng dưới 20 người, vui lòng liên hệ cho mình ha. 7 ngày liên tục miễn phí tại Bình Định. Ok. Từ bé giờ trên Việt Nam chưa ông nào dạy phun xăng điện tử miễn phí. Điền Tuấn làm một cái miễn phí luôn cho anh em luôn. Đấy, vào trong này IC hứa với anh em là gần 100 cục. Đề từ 50 cục. Kenhin khoảng tầm khoảng 4-5 cục. Tôi đánh ban cho anh em gỡ 7 ngày xuống núi. Được chưa? Đấy, IC vào trong này chắc đổ ra chắc phải khoảng 2 thùng xốp. Các loại ban luôn ok cho anh em. Xuất hiện cái lỗi 52 vẫn chết IC bình thường ha. Đấy, vẫn chết IC bình thường. Ôi giời, em bữa nay tiền nhiều cần gì phải nuôi vợ. Vợ em có lấy tiền của em đâu. Trời ơi, sao mọi người cứ lo cho em làm gì nhỉ? Mọi người cảm thấy có ý định tới đây học miễn phí không đồng thì mọi người sắp xếp thời gian.
Mọi người đừng lo cho em là không có tiền. Em có thể tiền nhiều lắm nha, không như ngày xưa đâu. Rồi, anh em nào thật sự có đam mê phun xăng điện tử, anh em vui lòng liên hệ cho em vào Zalo, liên hệ ngay vào lúc này. Đấy, liên hệ cho em. Ok chưa? Đấy, miễn phí. Miễn phí. Cuộc sống mà, làm được cái gì thì làm, chẳng có gì phải ngại cả. Mọi người vào trong này, chẳng lẽ 10 ông học phun xăng điện tử miễn phí, chẳng lẽ không nuôi cho em bữa cơm trưa, đúng không? Anh em nào mà không liên hệ với em là ok, hôm mới tới ok em không tiếp nha. Ok thì liên hệ với em để biết đường em còn sắp xếp, mọi người hiểu không? Chứ không phải ừ Tuấn ơi miễn phí là em là mọi người chạy tới là không được. Mọi người phải alo cho em ha. Đấy. Thôi bây giờ cổ họng của em cũng hơi bị mệt, không cho phép em nói nhiều nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Đấy, nói nhiều thì nó lại không hay. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Anh em nào có muốn mua máy thì anh em cũng vui lòng liên hệ ha. Ủng hộ, ủng hộ. Rồi, số điện thoại em đã ghim trên đường link này nhá. Thật sự anh em nào đam mê thì anh em vui lòng liên hệ ha. Khóa học không đồng. Anh em không liên hệ với em là lúc đó em sẽ không nhận đâu ha. Đấy, liên hệ đi. Đây số điện thoại này. Rồi, xin chào mọi người. Xuống like. Đây, cần máy tính bảng, can tab, vui lòng liên hệ. Đấy. Alo. 20 tháng 8 anh. Vô chơi rồi à? Vô không học thì học làm gì? Vô chơi thì chơi làm cái gì? Và vô trong này chơi thì làm cái gì? Nó phí lắm anh hiểu không? Vô trong này chơi thì thà ở nhà kiếm cơm. Thì bảo vô là mình học chứ, mình học không đồng mà, hiểu không? Không thể nào vô chơi được. Tự nhiên vô trong này mới anh em học thì anh lại cứ chơi không thì lại không được, anh hiểu không? Học từ A đến Z luôn hả? Ok nha. Rồi anh em nào ok tham gia khóa học thì liên hệ em nha. Ok anh trai nha. Rồi. Mẹ học không đồng mà mới bố không học thì học cái gì bây giờ? Hay là mới bố phải học, tôi lấy tiền mới bố mới học. Được không? Tôi dạy hết bài những cái gì tôi đang có về phun xăng điện tử cho tất cả anh em với dàn xe ở đây ha. Chỉ riêng về phun xăng điện tử thôi. Đó, 7 ngày. Đấy, anh em cứ ăn cơm nước xong rồi tiếp tục đến vào học, tôi dạy bình thường cho anh em, tôi lại đánh ban cho anh em mở ban. Ok chưa? Rồi, 7 ngày học liên tục cho anh em miễn phí. Học trực tiếp.